lên nhà coi. Tao đâu có chơi với mày đâu hả? Chơi với tao đi mà, kỳ quá à. Mày lên nhà đi mày. Xấu xí mày đòi chơi với tao hả? Coi nè vậy. Cơ hội của mày. Mày lên nhà đi. Mày lên nhà chưa? Tao lên nhà. Mày có biết bơi không? Ba chúng tao là Superman bơi. Mày lên nhà bơi mà. Mày bước lên nhà chưa hả? Lên chơi chỗ mày chơi chỗ này chưa? Lên chơi mình chi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên coi thằng Tóc Phượng Thù Huỳnh. Nhảy xuống luôn chị ơi. Mẹ chơi mất dạy quá. Mọi người ơi, chơi mất dạy quá. Chơi không bền. Thấy bà bầu không? Bền nghe bền. Ôi bầu xô một cái té lọt bầu lên đầu luôn. Bầu. Ê, mẹ ơi. Hả? Trong bè thôi. Em đừng làm gì. Anh đẩy em xuống mà. Anh còn chi? Hồng Anh. Mất trình không? Lấy cái hồng lại, lấy hồng lại. Em lấy bóng đi, em lấy bóng đi. Không, anh không chơi bóng được. Em chưa đủ bóng sao? Em chưa đủ bóng sao? Anh ơi, anh lấy bóng. Anh kỳ quá hả? Đúng má, mày kéo tao dìm xuống đáy xã hội đi. Mày dìm tao xuống đáy xã hội đi. Đúng má, mày dìm tao chết rồi. Chết thật rồi. Trời ơi, nó muốn xuống kìa. Em có xuống thì có trà sữa không? Có.